Đi chơi về một cậu bé đang cho như chú mèo và chú chó của mình ăn nha các bạn. Và bây giờ hãy cùng mình đi tô màu. Đầu tiên mái tóc của cậu bé thì mình sẽ tô màu cam nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu che áo nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu chiếc quần. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu chú mèo nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu chú chó. Và đây là chiếc hộp đựng thức ăn nha các bạn.
Tiếp theo thì mình sẽ tô màu đôi giày cho bạn non nha các bạn. Như vậy thì mình đã tô màu hoàn thiện xong bức tranh về một cậu bé đang cho những chú mèo, chú chó nhà mình ăn đấy nha các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn mọi người ở những video tô màu tiếp theo của mình.